5 vị trí nốt ruồi đại kỵ cực xấu trên khuôn mặt người đàn ông. Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, luận theo sách Nhân Tướng Học và cách nhìn người của các thầy tướng số đã có nhận định rằng nếu trên gương mặt của người đàn ông sở hữu một trong những nốt ruồi mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video dưới đây trên khuôn mặt, thường đa số khác vợ, tình cảm gia đình không hòa thuận, hôn nhân vì thế thường không bền vững. Nếu không biết cách kiềm chế cảm xúc, dung hòa tình cảm vợ chồng thì chắc chắn rằng một ngày nào đó hôn nhân của bạn sẽ giống như một tòa nhà bằng cát bị nước biển cuốn trôi khi gặp gió lớn. Lông mày có nốt ruồi. Chẳng giống như phụ nữ, lông mày của đàn ông thường rất đậm và đều màu. Nếu như lông mày của một người không giống như sự phát triển tự nhiên ấy mà lại bị nhạt màu, thưa thớt, đứt đoạn và có nốt ruồi xuất hiện ở xung quanh thì đó là một người đàn ông có tướng khắc vợ. Lông mày thường được xem là vị trí đại diện cho tình yêu. Nếu nó quá thô cứng thì cũng giống như là tình cảm hôn nhân mà bạn đang gặp phải, sẽ không bao giờ bình yên. Hết sóng gió này lại diễn ra sóng gió khác. Nó như một vòng luẩn quẩn chẳng dừng lại để có một gia đình thật sự hạnh phúc. Nốt ruồi ở gian môn. Vị trí của gian môn thường nằm ở hai đuôi mắt và đây cũng chính là cung thê thiếp của người đàn ông. Theo cách nhìn người được truyền lại, nếu người đàn ông nào có gian môn bằng phẳng thì sau khi kết hôn sẽ được vợ đỡ đần lo toan hết mọi công việc lớn nhỏ trong nhà. Đồng thời, bản thân cũng là một người chồng tốt, hiểu chuyện và biết thương yêu, chăm sóc vợ con. Ngược lại, nếu gian môn mà bị lõm hay khuyết vào thì con đường tình duyên hôn nhân của người đàn ông ít nhiều cũng gian truân trắc trở. Một người đàn ông có tướng khắc vợ dễ nhận biết vì gian môn của họ thường xuất hiện nốt ruồi ở sau đuôi mắt. Trong trường hợp này, chồng khắc vợ, mệnh người chồng lấn át mệnh người vợ, dẫn đến sức khỏe của người vợ yếu hay đau ốm hoặc là tâm tính bất thường. Bên cạnh đó, tướng nốt ruồi này còn báo hiệu hôn nhân không viên mãn, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, dễ dẫn tới tình trạng ngoại tình, gia đình tan nát. Nhìn chung đây chính là một trong những nốt ruồi khắc vợ số 1 của đàn ông. Sơn căn có nốt ruồi đen. Sơn căn tức là phần cao nhất của sống mũi, nằm giữa hai mắt và dưới ấn đường. Nếu như người đàn ông có sơn căn cao thì cho thấy đây là người có sức khỏe tốt, sinh khí tràn đầy và con đường may mắn luôn rộng mở đối với họ. Nhưng nếu nốt ruồi đen ở sơn căn của người đàn ông thể hiện rõ ràng thì càng ảnh hưởng không tốt tới vận mệnh của người vợ, đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Sơn căn là một điểm thể hiện rất rõ số phận của một cặp vợ chồng. Nếu tại vị trí này có nhiều đường vân ngang dọc, hỗn loạn, khuyết hãm, màu sắc sẫm, tối thì đó là lời cảnh báo về vấn đề tình cảm hôn nhân. Vợ chồng sớm sinh ly tử biệt, sống trong đau khổ. Lệ đường có nốt ruồi đen. Lệ đường hay còn gọi là bọng mắt. Nếu chẳng may nốt ruồi hiện rõ ở đây thì cho dù đàn ông hay là phụ nữ cũng đều không tốt. Vận mệnh sẽ muôn vàn thử thách khó khăn về vật chất và cả tinh thần, nội tâm của mình. Lệ đường có nốt ruồi đen, nếu là phụ nữ thì phải đổ lệ nhiều, lận đận tình duyên. Nếu là nam thì tướng khắc thê, khắc tử, có nghĩa là khắc vợ con. Số mệnh phải chịu cảnh sống trong cảnh ly tán, từ nhỏ kiếm may mắn hơn người khác. Trong tình yêu thì thường phải chịu cảnh yêu xa, kết hôn thì là vợ ở một nơi, chồng một nơi, con cháu không ở gần, về già cũng thường cô đơn lẻ bóng. Bên cạnh đó, nếu vùng này hõm sâu xuống, sắc khí không được tươi, có vẻ sạm, có sẹo hoặc là dị tật là dấu hiệu cực xấu, điềm báo dễ bị tuyệt tự đường con cái. Nốt ruồi ở quanh miệng. Những người đàn ông có nốt ruồi xuất hiện ở quanh miệng thông thường vận mệnh rất đào hoa, không bao giờ an phận mà mong muốn sẽ có được nhiều người hơn. Người đàn ông này chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân, dễ dàng chán nản, nhất là trong tình yêu. Khi họ thích một người thì bằng mọi giá phải chiếm đoạt được và thường lạnh lùng bỏ lại phụ nữ sau khi đã chinh phục được. Đàn ông tướng này lấy vợ chỉ để bố mẹ vui lòng hoặc che mắt mọi người. Nếu chung thủy với một người thì cả cuộc đời ít nhất họ cũng phải trải qua vài ba lần cưới vợ. Đặc biệt thì đàn ông có nốt ruồi quanh miệng thường hay khôn nhà dại trợ, vạ miệng và ít quan tâm đến cảm xúc của bạn đời.
theo nhân tướng học đã được người xưa đúc kết thì đây là năm tướng nốt ruồi xấu trong tướng mạo của người đàn ông mà người phụ nữ cần phải suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, nếu bạn rơi vào trường hợp này thì cũng đừng hoang mang và có quyết định vội vàng. Bởi theo quy luật của cuộc sống thì mọi thứ đều có cách hóa giải. Trước hết, phải nhớ, nằm lòng và tự khắc nhắc nhở mình trước khi quyết định liên quan đến vợ chồng gia đình. Tiếp đó, phải dần tu sửa bản thân tránh phạm phải sai lầm, rèn luyện tâm tính của mình để tâm tạo tướng hảo. Suy cho cùng, nốt ruồi là một tiêu chí nhắc nhở người ta phải cảnh giác. Đọc hiểu nốt ruồi rồi thì tự khắc sẽ biết nên tu sửa bản thân ra sao. Để nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị về đường tình duyên tình cảm trong năm Canh Tý. Mọi người hãy chú ý theo dõi. Đối với năm mệnh tuổi Tý năm 2020, có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng, tuy nhiên do Thái Tuế Tý Thủy là các tinh tỷ kiên của con giáp này vốn là một trong bốn chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực Thái Tuế Thủy vượng khiến bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi bản vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Canh Tý không có nhiều nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải thực sự chủ động trong tình cảm, chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Vận mệnh của tuổi Tý nên gạt bỏ những suy nghĩ định kiến quá cố của mình. Nếu có cảm tình thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận và tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị em, bố mẹ hay là cô dì chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh, cho đi không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Năm nay, Thái Tuế lưu niên là Tý Thủy cũng tượng trưng cho những nơi vui chơi giải trí, quán rượu, bia. Trong năm thì nam mệnh tuổi Tý dễ vì thú vui nhất thời mà gây ra tổn thương cho những người yêu thương mình. Phong Thủy Gia Cát khuyên bạn nên hạn chế đến những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, nên hạn chế uống rượu, bia. Nếu không, dễ mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Nơi hẹn hò của đôi lứa thì cũng nên tìm nơi sáng sủa, khô ráo, tránh những nơi ẩm ướt như là bờ sông, bờ biển, dễ gặp phải chuyện không hay. Để tăng cường nhân duyên cho mình, hãy sử dụng ngay pháp khí phong thủy vòng tâm ở quý nhân, thân Tý Thìn và hồ ly mắt bạc để chiêu mời quý nhân tăng cường nhân duyên cho nam mệnh tuổi Tý. Còn đối với nam mệnh tuổi Sửu, xét về phương diện tình cảm, nam mệnh tuổi Sửu năm 2020 không có nhiều đào hoa cho lắm, song thứ tài cát tinh vốn còn được biết đến với cái tên là sao tình nhân. Thái Tuế lại có phần nghiêng về phía nam mệnh hơn là nữ mệnh. Vì thế, so với nữ mệnh thì nam tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ có thể gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò gặp gỡ, cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như là đối phương một cơ hội, đừng quá bị động, chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý. Tình cảm đến từ hai phía, nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim sẽ càng ngày càng xa, hai người như hai đường thẳng song song không có điểm giao. Tuy nhiên với nam mệnh đã kết hôn thì có thể sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo, khiến đối phương hiểu lầm tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu và Hồ Ly để tăng cường quý thần tương trợ và kích hoạt nhân duyên cho nam mệnh tuổi Sửu. Tình cảm của nam mệnh tuổi Dần. Xem tử vi tình duyên của bản mệnh tuổi Dần thì không quá đào hoa vượng, song tuế can canh kim sinh thương quan tinh mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nam mệnh, nên nam mệnh tuổi Dần vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Mệnh chủ còn khá là bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ lành quen với nữ giới nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ. Như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình yêu đảm đạm quá mức. Để kích hoạt cung đào hoa của mình, cần sử dụng vòng tam hợp quý thần Dần, Ngọ, Tuất kết hợp với mặt dây chuyền Hồ Ly. Hai pháp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân kích hoạt cung đào hoa, giúp vợ chồng hòa hợp may mắn trong việc lựa chọn bạn đời. Tình cảm của tuổi Mão.
bước vào năm 2020, Thái Tuế Trợ Đào Hoa Hồng Loan Cát Tinh nhập mệnh mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là đào hoa của nam mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Song tuổi Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm trì đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng, giữ gìn trong tay mình. Có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu dễ vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Để tăng cường nhân duyên cho người tuổi Mão, cần sử dụng vật phẩm vòng phong thủy tam hợp Hợi Mão Mùi giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp gỡ người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó có cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Tình cảm của người tuổi Thìn trong năm 2020. Nam mệnh tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, dễ dàng tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Nam tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Song cần phải nhớ chủ động hơn trong chuyện tình cảm bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại. Không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Thời điểm năm 2020 nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa. Có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình. Mệnh chủ hãy treo một bức tranh chim công hoặc sử dụng một đồng hồ chim công treo tại phương vị đào hoa để kích hoạt đường tình duyên cho mình, giúp truyền tình cảm thuận lợi, tình cảm tiến tới khăng khít hơn nữa. Tình cảm của Tỷ Tỵ. Xem đường tình duyên năm 2020 của tuổi Tỵ, năm Canh Tý này Thái Tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, Tuế Can ngự tại thiên tài tinh, con giáp này có nhân duyên khắc phái vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người khắc phái. Do Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó, việc thành đôi hay là không thì hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế, dù nam mệnh hay nữ mệnh thì tuổi Tỵ cũng cần phải học cách bao dung và qua chân nhau. Hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Mệnh chủ tuổi Tỵ nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể có được cơ hội tình cảm. Cũng có thể nhân dịp năm vận quý nhân mạnh nhờ người lớn tuổi giới thiệu sẽ có người khác giới phù hợp cho bản thân, có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Để hóa giải những sát khí đào hoa cũng như là tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công. Với hình tượng chim công vừa mang tính quý phái, chiêu quý nhân tài lộc và đồng thời là vật phẩm phong thủy kích hoạt đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Tình cảm tuổi Ngọ năm 2020. Tuổi Ngọ không có nhiều đào hoa, Thái Tuế Thiên Quan Tinh là sao khắc giới của nữ mệnh. Song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Con giáp này dù là nam hay là nữ mệnh đều có được cơ hội thu hút người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị dối lừa vì quá si mê. Để kích hoạt tình duyên cũng như hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang thêm bên mình một vòng tam hợp dần Ngọ Tuất. Tình cảm của tuổi Mùi. Tuổi Mùi trong năm 2020 dù là nam hay là nữ mạng thì đều khá vượng đường tình duyên. Người còn độc thân thì có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chú ý trên phương diện tình cảm. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp, luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thật sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Không nên quá nóng nảy, bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến đôi bên phải chịu tổn thương. Mệnh chủ tuổi Mùi đã kết hôn hoặc đang yêu thì ảnh hưởng của hại Thái Tuế, nền tảng không được chắc chắn, sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tình cảm lại gặp canh kim thương quan, mệnh chủ tuổi Mùi dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như là xung đột nhiều cùng với người yêu, đồng thời dễ bị bên thứ ba phá rối, cãi vã, tranh chấp, phải cẩn thận.
có kẻ thứ ba chen ngang, cùng người khác giới kết giao thì phải giữ đúng chừng mực. Nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống lại sự hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Mệnh chủ tuổi Mùi đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Mùi. Tiếp theo đó là tình cảm của tuổi Thân. Chuyện tình cảm của tuổi Thân không mấy lý tưởng trong năm 2020 bởi cả nam và nữ đều gặp khó khăn. Bản mệnh không nên quá nóng nảy bốc đồng làm việc không suy nghĩ bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến cho người khác giới có những suy nghĩ không hay về con người bạn, khiến chuyện tình cảm hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu gặp gỡ giữa bạn bè lành mạnh, ít đến những nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Người đang yêu thì tình cảm có thêm một bước mới, ngọt ngào mỹ mãn. Nhưng nước đầy ắt tràn, mệnh chủ tuổi Thân hưởng thụ vận đào hoa rất vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Nếu đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ để tránh những ảnh hưởng tới danh dự bản thân cùng với sự ổn định của gia đình. Nhưng do thương quan bất lợi trong phu tinh, nữ mệnh kết hôn tuổi Thân vẫn cần thời gian kiên nhẫn, đợi duyên tốt xuất hiện. Mệnh chủ năm nay chú ý phải mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm của tuổi Dậu. Tuổi Dậu, nhân duyên trong năm 2020 khá tốt, đặc biệt là đối với những người còn độc thân. Dễ có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua mối quan hệ bạn bè, người thân hoặc trong các buổi gặp mặt bạn bè đối tác. Bạn dễ gây được ấn tượng với những người khác giới, nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên vì tác động của thái tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra thì tuổi Dậu còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu, nhưng vẫn cần phải chú ý khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Khi tham gia các hoạt động giao lưu tiệc tùng cần phải biết giữ mình, không nên quá chén trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những chuyện gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết. Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay chú ý cần phải mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm của tuổi Tuất. Trong năm 2020, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất không có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nam mạng gặp nhiều may mắn hơn nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn. Tuy nhiên, nếu không dũng cảm bày tỏ giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây được ấn tượng với người khác giới, bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình đối với đối phương, cũng như là thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người ấy. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình, nên tích cực tham gia các buổi giao lưu tụ tập và tự tin thể hiện bản thân. Như vậy có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Nếu muốn có đôi có cặp vào thời điểm này thì bạn không thể ngồi chờ đợi thời cơ mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng mình. Cần giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao khô thần quả tú nên những người đã lập gia đình cần phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung người ấy. Khi có bất đồng xảy ra thì cần giữ thái độ bình tĩnh, nếu không rất có thể sẽ vô tình gây ra những ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt chia ly. Mệnh chủ tuổi Tuất năm nay cần mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho mình. Tình cảm của tuổi Hợi. Trong năm 2020 thì người tuổi Hợi đào hoa khá vượng, cho dù bản mệnh là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều tốt đẹp. Nếu là còn độc thân thì dễ có được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tình cảm lứa đôi thì không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng, vì thế ngoài việc lựa chọn đối tượng phù hợp thì bản mệnh cần phải không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bỏng hông. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Canh Tí, dễ phạm phải đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận gần gũi với mình.
hãy biết giữ mình, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường cơ duyên cho mệnh chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc là tử vi chi tiết của tuổi anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.